giống như nắm giữ chắc lọng dù khi bung ra từ trên cao ngó xuống vực sâu không sợ rớt cũng vậy chúng đại bồ tát mặc áo đội mũ kiên cố giữ gìn phương tiện thiện xảo là chỗ nương tựa thành tựu viên mãn tịnh giới ba la mật đa đệ nhất tuy cầu quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề nhưng không thấy pháp đã chứng đang chứng nên biết như vậy là tịnh giới ba la mật đa của bồ tát tất cả đều do sự hộ trì của phương tiện thiện xảo nên đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề sự hộ trì phương tiện thiện, thiện xảo của bồ tát như vậy thường không xa lìa sự học sáu ba la mật đa các bồ tát này do không xa lìa sự học sáu ba la mật đa dần dần thân cận trí nhất thiết trí vượt hơn tất cả thanh văn độc giác vì sao mãn từ tử, tử vì các bồ tát này tâm chuyên cầu trí nhất thiết trí như cầu vật quý vô giá lại nữa mãn từ tử, tử. Vì như có hai người dùng phương tiện lớn đi vào hang núi sâu tìm vật báu vô giá. Hai người kia vào chưa được bao lâu, đến thấy hai bên có vàng, bạc, vân vân, những vật quý ít giá trị. Cả hai đều không lấy, đi lần lần về phía trước, lại thấy hai bên có nhiều vật báu nhiều giá trị. Một người thấy liền tham lam vác lấy rồi đi về. Một người thấy nhưng không lấy lại tiến về phía trước nữa, đến chỗ rất đẹp, được vật báu vô giá, tha hồ đem về được nhiều lợi ích. Bồ Tát dùng phương tiện lớn cũng vậy, cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, muốn làm lợi ích lớn cho các hữu tình nhập vào Phật Pháp. Tóm lược có hai hạng, Một là có Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, tùy nghe các thiện Pháp ở thế gian, tâm không tham đắm nhiễm trước, nhưng nghe công đức của nhị thừa, tâm biển thích thú. Do thích thú, cho nên siêng năng hộ trì, xa lìa sự cầu trí nhất thiết trí, thối thất tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề giống như người mới thấy vật báu có giá trị ít, tuy không tham đắm, nhưng thấy vật ấy quá nhiều bèn tham lam đắm trước lấy về nên đánh mất vật báu vô giá. Hai là có Bồ Tát đủ phương tiện thiện xảo mới nghe các thiện pháp ở thế gian tâm không tham lam đắm trước, tiếp đến nghe công đức của nhị thừa cũng không thích thú, do không thích thú nên không suy nghĩ, do không suy nghĩ liền không tu tập, đã không tu tập còn nhàm chán phương tiện vì sao vì các bồ tát này biết thiện pháp thế gian tội lỗi rất nhiều hoàn toàn chẳng lợi mình lợi người chướng ngại cho sự cầu trí nhất thiết trí công đức thiện căn của thanh văn độc giác tuy ra khỏi thế gian nhưng chỉ tự lợi không lợi ích cho tất cả hữu tình cũng chướng ngại cho sự cầu trí nhất thiết trí cho nên không thích thú cũng không suy nghĩ đối với thiện căn kia không ưa tu tập do đó vượt khỏi bậc nhị thừa kia, xiên cầu quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề, dần dần chứng đắc trí nhất thiết trí, giống như người sau thấy vật báu giá trị ít và giá trị nhiều đều không tham trước, tiến dần vào trong đến chỗ rất đẹp, lấy được vật báu vô giá tha hồ đem về, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Như vậy, Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo đã không tham đám nhiễm trước thiện pháp thế gian, đối với pháp nhị thừa cũng không thích thú, do đây lần lần đến Đại Bồ Đà, tu hơn trăm ngàn hạnh khổ khó hành, cũng dường cung kính vô lượng như lai, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, viên mãn trí nhất thiết, lợi ích an lạc vô lượng hữu tình như vậy vật báo vô giá được nhiều lợi ích. Như vậy Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo, tuy nghe các công đức nhị thừa, nhưng biết được nó đều không chốt giáo, tuy chứng được nhưng rất nhàm chán, tuy rất nhàm chán nhưng rất khéo léo dùng phương tiện lợi ích hữu tình kia, làm cho họ khéo tu hành chứng nhập Niết Bàn. Như vậy Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo không hộ trì công đức nhị thừa, tinh tấn tu hành các hạnh Bồ Tát, chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích an lạc cho các hữu tình mãn từ từ hỏi xá lợi tử nếu các bồ tát trụ ở ngôi vị bất thối chuyển thì đối với những hạnh gì không nên đắm trước vị ngọt của nó xá lợi tử đáp đối với sáu ba la mật đa không nên đắm trước vị ngọt của nó vì sao mãn từ tử, tử vì nếu đắm trước vị ngọt của bố thí trì giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa tâm liền bị tạp nhiễm không như thật lợi lạc hữu tình cũng lại không trang nghiêm thanh tịnh cõi phật do đó phải trải qua thời gian lâu mới chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cho nên bồ tát kia phải suy nghĩ ta đối với sáu ba la mật đa tuy phải siêng năng tinh tấn dõng mãnh tu tập không để một thời gian gián đoạn như cứu lửa cháy đầu nhưng đối với trong đó không nên đắm trước vị ngọt của nó lại nữa mã từ tử, tử các bồ tát kia không nên đắm trước vào vị ngọt các pháp quán không vì sao mã tử tử vì nếu đắm trước quán sâu vào vị ngọt của pháp nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tính không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tính không, tự tính không, vô tính tự tính không, liền